Xin chào, tôi tên là Melissa Bird. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một số bí quyết đã giúp nhiều người đạt được thành công trong kinh doanh theo mạng. Mục đích của video này là nhằm giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo cũng như phát triển những nhà lãnh đạo khác trong tổ chức của bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về việc tại sao kinh doanh theo mạng là một mô hình kinh doanh rất thành công và có khả năng đem lại cho bạn khả năng tự chủ về tài chính và tự chủ về thời gian nếu bạn hiểu và áp dụng đúng những nguyên tắc cơ bản. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về việc chiêu nạp người vào công việc kinh doanh theo mạng của bạn. Giới thiệu người mới chính là nguồn sống của kinh doanh theo mạng. Khi nói đến việc chiêu nạp người khác, hầu hết mọi người đều thắc mắc rằng, tôi chiêu nạp ai đây? Và tôi cần phải nói gì? Khi làm việc này, bạn cần phải thực hiện thật đơn giản. Trước hết, hãy nói về việc bạn cần chiêu nạp những ai. Những người thành công trong bất cứ loại hình kinh doanh nào cũng sẽ nói với bạn rằng họ đã không thể thành công nếu chỉ dựa vào sức của họ. Họ thường nói về nhóm mà họ đã xây dựng được và những dạng người mà họ thường xuyên tiếp xúc. Bạn càng tiếp xúc với nhiều người thành công, bạn càng học hỏi được nhiều bí mật dẫn đến thành công của họ. Bạn sẽ trở thành người mà bạn thường xuyên dành thời gian để tiếp xúc. Câu nói mà tôi thích nhất là, bạn sẽ trở thành kết quả trung bình của 5 người bạn thân nhất của mình. Vì thế, hãy thông minh trong việc chọn lựa người mà bạn sẽ kết thân. Trong một ngày, tôi gặp gỡ và trò chuyện với rất nhiều người. Tôi gặp gỡ các CEO, tổng giám đốc của các công ty lớn hay những người có sức ảnh hưởng trong cuộc sống. Điều mà tôi nghe họ nói nhiều nhất đó là sự thành công của họ chính là kết quả của đội nhóm mà chính họ đã xây dựng nên trong tổ chức của mình. Họ đã rất thông minh trong việc chọn lựa người để đưa vào việc kinh doanh của mình và họ chỉ chọn những người tài giỏi nhất mà thôi. Tôi từng nói chuyện với một người và anh ấy nói, người ta có thể nói tôi rất thông minh nhưng tôi không thể nào am tường mọi lĩnh vực trong công ty của tôi. Thay vào đó, tôi cần phải thông minh và sáng tạo trong việc tìm kiếm và lựa chọn những người giỏi hơn và thông minh hơn tôi. Sau đó, chiêu nạp họ vào tổ chức của mình. Đó là cách mà tôi đạt đến sự thành công. Tôi tìm kiếm những người giỏi nhất và thành công nhất. Những người thành công trong kinh doanh theo mạng cũng thực hiện việc tương tự. Hãy để tôi cho bạn thấy điều đó như sau. Nếu chúng ta có một thang đo từ 1 đến 10, 1 là thấp nhất và 10 là cao nhất. Và khi tôi đề nghị ai đó đánh giá bản thân mình, hầu hết họ sẽ nói họ nằm ở thang số 7. Sẽ không ai nhận mình nằm ở trong khoảng từ 1 đến 5. Cũng sẽ không có ai nói rằng mình đặt hạng 10, ngay cả khi họ nghĩ rằng họ xứng đáng với vị trí đó. Hầu hết mọi người sẽ đánh giá rằng mình nằm ở hạng 7. Con người có xu hướng đi tìm kiếm và nói chuyện với những ai mà họ nghĩ sẽ lắng nghe những gì họ nói, những người kính trọng họ, chứ không phải những người mà họ phải kính nể. Ví dụ, khi bạn tìm kiếm những ai thấp hơn bạn, bạn ở hạng 7, bạn sẽ thu nạp một người ở hạng 6. Người đó cũng giống như bất cứ mọi người khác, cũng sẽ nghĩ là họ ở hạng 7. Họ sẽ tìm kiếm và thu nạp một người dưới hạng của họ. Họ nghĩ người đó nằm ở hạng 6, nhưng thực tế, người đó chỉ nằm ở hạng 5 mà thôi. Và người hạng 5 đó cũng làm việc tương tự, sẽ chiêu nạp một người hạng 4. Điều này sẽ tiếp diễn và bạn sẽ thu nhận những người hạng 3, hạng 2 và hạng 1. Khi đó, hệ thống của bạn sẽ không được mạnh vì những người hạng 4, 5, 6 sẽ không theo đuổi việc kinh doanh này. Họ sẽ từ bỏ. Vì thế, thay vào đó, bạn cần phải chiêu nạp theo hướng lên trên. Bạn cần chiêu nạp những ai mà bạn nghĩ là nằm ở hạng cao hơn bạn, những người ở hạng 9 hoặc 10. Những ai mà bạn kính nể, tôn trọng, khiến cho bạn muốn nghe theo nếu họ đem đến cho bạn một cơ hội nào đó. Ban đầu, có thể bạn sẽ cảm thấy ngại khi tiếp xúc với những người như thế. Nhưng xin bạn nhớ rằng, sự sợ hãi chính là người bạn của bạn. Mô hình kinh doanh này sẽ đòi hỏi bạn cần phải bước ra ngoài vỏ bọc của mình. Nếu như bạn cảm thấy có chút sợ hãi đối với ai đó, thì họ chính là người mà bạn đang tìm kiếm. Công việc kinh doanh của bạn sẽ phát triển nhanh hơn và vững mạnh hơn nếu bạn thu nạp những người hạng 10 và hướng dẫn những người trong nhóm của mình cũng đi tìm kiếm và chiêu nạp những người hạng 10 khác. Một người hạng 10 sẽ thu nạp một người hạng 10 và họ sẽ tiếp tục tìm kiếm những người hạng 10 khác vì những người hạng 10 thường quen biết nhau. Bạn có nhớ điều mà tôi đã nhắc trước đó không? Bạn sẽ trở thành người mà bạn dành thời gian tiếp xúc. Điểm mấu chốt của việc chiêu nạp chính là cần phải hướng lên trên. Điều tiếp theo mà bạn cần phải học đó chính là cần phải nói những gì. Tương tự, bạn cần phải đảm bảo thật đơn giản. Có một số kỹ năng mà bạn cần phải nắm khi mời người khác lắng nghe bạn nói về cơ hội kinh doanh này. Chúng tôi gọi đó là nghệ thuật lời mời. Có 4 bước cơ bản.
hãy bắt đầu bằng việc dành cho họ một lời khen. Điều đó sẽ làm cho cuộc nói chuyện trở nên ấm cúng và người nghe sẽ cảm thấy vui vẻ. Kế đó, hãy nói với họ rằng bạn đang làm một việc rất mới lạ. Hãy tạo nên sự tò mò. Con người luôn tò mò với những gì mới mẻ. Khi họ đặt câu hỏi với bạn về việc cơ hội đó là gì, bạn đừng nên trả lời họ cho đến khi bạn có thể gặp họ trực tiếp và trao đổi với họ. Chúng tôi gọi đó là tự chủ bản thân. Thật sự bạn sẽ có xu hướng muốn cho họ biết thật nhiều thông tin hấp dẫn để thu hút sự chú ý của họ. Nhưng thật sự, điều đó sẽ dập tắt sự tò mò của họ và họ sẽ không còn muốn gặp trực tiếp bạn nữa. Bởi vì bạn đã cho họ biết hầu hết mọi thứ rồi. Bạn sẽ không còn cơ hội để gặp gỡ họ và nói với họ về cơ hội kinh doanh này. Những người làm kinh doanh theo mạng giỏi nhất đều hiểu rằng họ cần phải ngồi lại với ai đó để có thể thảo luận với họ về cơ hội kinh doanh và những gì mà cơ hội này đem lại. Những thông tin này khó có thể được hiểu chính xác hoàn toàn khi trình bày qua điện thoại hay email, mà cần phải có sự trình bày cụ thể và trực tiếp. Mục tiêu của bạn là cần phải mời được họ nhận lời gặp mặt trực tiếp với bạn. Bước cuối cùng, khi mời một ai đó, bạn cần phải đạt được sự cam kết về thời gian và địa điểm gặp mặt. Hãy sắp xếp hai điều này ngay khi bạn mời ai đó, để sau đó bạn không cần phải gọi đi gọi lại cho họ để sắp xếp cuộc hẹn. Điều này sẽ giúp bạn tránh cảm giác bạn đang làm phiền họ hoặc đang lãng phí thời gian gọi đi gọi lại cho một người. Tóm lại, bốn bước cơ bản của một lời mời là lời khen, tạo sự tò mò, tự chủ bản thân, sự cam kết. Đây là một ví dụ đơn giản cho bạn. Mình mới vừa tham gia một dự án mới, tên của công ty này là Nuskin. Mình thấy phấn khởi với việc này lắm, khi nào mình gặp bạn được? Bằng việc chiêu nạp những người hạng 10 vào tổ chức của bạn và học được nghệ thuật lời mời, bạn sẽ có thể chiêu nạp người vào hệ thống của bạn nhanh hơn và hiệu quả hơn. Hãy nhớ rằng, không phải bạn đang cố gắng thay đổi ai đó, mà là bạn đang tìm kiếm đúng người, đúng thời điểm, những người đang tìm kiếm cơ hội mới. Bạn hãy nghĩ việc chiêu nạp người khác cũng giống như việc đánh cá vậy. Trong đại dương có vô vàn loài cá, hàng triệu con cá. Bạn chỉ đang tìm kiếm một vài con mà thôi. Bạn càng câu được cá lớn, thì việc kinh doanh của bạn càng tiến nhanh. Bạn hãy nghĩ thế này. Nếu ví downline của bạn như một tấm lưới lớn mà bạn quăng ra biển, lưới của bạn càng lớn thì bạn càng bắt được nhiều cá. Kinh doanh theo mạng cũng thế. Downline càng lớn thì cá bạn bắt được càng lớn. Sẽ đến lúc nào đó bạn bắt được vài con thật sự lớn hoặc ngay cả một, hai con cá mập nữa. Bạn cần phải tạo ra tấm lưới đó để dụ cá vào. Tấm lưới được tạo ra bằng việc giới thiệu người mới vào và thuyết phục họ ở lại. Nếu thực hiện đúng cách, chiêu nạp là công việc rất vui. Hãy thích thú với những gì bạn làm và người khác sẽ muốn tham gia cùng bạn. Hãy vui vẻ đánh cá các bạn nhé!